Hello các bạn, buổi trưa nghỉ trưa có bây giờ đúng rồi, bây giờ là giờ lúc mà em đăng cái clip này lên đó là các bạn đã giờ là nghỉ trưa, chắc có lẽ là qua trưa một tí xíu. Thì các bạn khỏe không, ăn trưa ngon miệng nha. Thì em làm cái clip này đó là em muốn nói về pháp tâm, cái cách diễn xuất của pháp tâm như thế nào. Thì cái cách diễn xuất của pháp tâm như thế nào á, thì là các bạn chắc đã hiểu biết rồi phải không? Thì khi mà pháp tâm mà đi thi thách nhất thách thức danh hài đó, là có lẽ là một trong những đứa bé tài năng nhất trong năm chú tiểu. Chắc có lẽ các bạn đã nhìn thấy được cái điểm đó. Thì pháp tâm là cái người mà coi như là phải nói là dây chánh, đó là đóng vai bao công đó, và cái người đã làm đã chiếm được biết bao nhiêu cái nụ cười của Trấn Thành. Và sau khi lãnh được 150 triệu thì đã rất là thấy có rất là nhiều người thương mến pháp tâm hơn, cũng như là được hình như được quà cát cũng nhiều hơn đó. Và sau đó thì thầy Hoài Nguyên Nhất Nguyên có làm một cái phim phim tập, đó là nói về Đức Phật. Thì các bạn cũng đã thấy cái cách diễn xuất của pháp tâm cái tập 1 như thế nào rồi phải không? Chắc có lẽ các bạn mấy ngày nay thì vừa qua thì có cái clip với tập 1 thì đã bị lấy xuống. Thì chắc các bạn bây giờ đang chờ mong xem cái tập 2 phải không? Thì em có lướt sơ qua cái trang Facebook của thầy Nhất Nguyên đã có đăng lên là sẽ chiếu tập 2. Nhưng mà chưa có biết ngày nào thôi. Cái đó đăng lên hình như là bữa thứ sáu, thứ bảy. Thứ sáu bên em hoặc thứ sáu bên đó em không biết. Thì chắc có lẽ là sắp sửa sẽ chiếu thôi. Thì các bạn hãy đón xem nhé. Thì trong cái Facebook đăng là những cái tấm hình đứa bé ngồi chung quanh. Thì em dự đoán á, là cái tập 2 này đó là pháp tâm sẽ thuyết pháp truyền đạo cho các đệ tử như thế nào. Và các bạn hãy đón xem tập 2 pháp tâm diễn xuất truyền đạo như thế nào nhé. Cái này là cái phần em dự đoán thôi nha, chứ trong cái cốt truyện thì như thế nào thì em trong cái tập 2 phim như thế nào thì em chưa có rằng, vì em đâu có được coi đâu mà em biết phải không. Nhưng mà dựa lên trên những tấm hình đó thì em có thể đoán được là pháp tâm cái tập 2 sẽ là truyền đạo, sẽ là thuyết pháp cho đệ tử, thu thập những đệ tử, giống như cái cốt truyện của Đức Phật tu đó. Thì chắc có lẽ các bạn đã hiểu qua, thì lúc mà Đức Phật đi vào rừng đó, thì sẽ có gặp năm vị tu sĩ đó. Thì các hình như là Đức Phật muốn đi tầm đạo, nhưng mà thấy cái đạo mà năm vị tu sĩ đó tu đó thì không có được hay lắm, cho nên Đức Phật phải đi tìm một cái nơi khác cho mình. Và hình như là cái đạo mà trước đạo Phật đó có, đó là cái đạo Bà La Môn. Bà La Môn là hình như gọi là Hindu, bên Ấn Độ là Hindu thì phải. Thì em quên rồi, em có học nhưng mà lâu quá em không có dùng tới cho nên quên. Những gì mình học mà mình không dùng tới đó thì mình sẽ quên thôi, đúng không nè? Thì nếu như em nhớ không lầm là cái đạo Hindu là trước đạo Phật. Và Đức Phật cái từ ngữ trong Phật giáo mà chết là mình gọi là gì em quên rồi. Nhưng mà nói chung thì Đức Phật lúc mà từ trần, lúc mà chết á, là lúc đó Đức Phật 82 tuổi, là rất là thọ. Cho nên cái chuyện truyền đạo của Đức Phật á, đã mở rộng lên khắp thế giới cho tới bây giờ. Và 500 vị đệ tử đầu tiên được sinh theo Đức Phật, trong đó có tỳ kheo và tỳ kheo ni. Hình như lúc đầu thì những vị phụ nữ đó sinh đi tu hình như là Đức Phật không cho, và sau này mới được thì phải. Em nhớ lâu quá em quên đi cái lịch sử rồi, thông cảm giùm em nhé. Thì bây giờ đó, cái tập 2 này đó thì chắc chắn là em dự đoán là sẽ nói về thuyết pháp truyền đạo thôi. Thì các bạn sẽ mong rằng các bạn sẽ đón xem cái tập 2 này hay nhiều hơn là cái tập 1. Tập 1 hình như là đã lên đến 1,8 triệu view. Thì cái tập 2 này á, thì cách diễn xuất á, chắc chắn sẽ hay hơn. Tại khi mà mình diễn xuất về truyền đạo đó là mình phải nhập tâm, mình phải có hồn, mình thả hồn ra là mình mới 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 diễn được. Mình không thả hồn ra đó thì mình không có diễn được cái vai đó đâu. Mà muốn diễn được cái vai của Đức Phật đó là phải có
trí tuệ, phải có tâm từ bi mới diễn được, chứ không phải ai muốn diễn được Đức Phật là diễn đâu. Các bạn có coi cái phim mà Phật Pháp mà của bên Đức Phật mà bên phim của Ấn Độ quay không? Cái người mà đóng vai Thái tử, tâm Thái tử đó, Tất Đạt Đa ha, hình như Đức Phật là Tất Đạt Đa, à em quên tên rồi, Đức Phật là Tất Đạt Đa ha, hình như là vậy. Thì cái người đóng vai đó, cái mặt rất là phúc hậu, rất là nhân từ, thì muốn đóng được vai Đức Phật đó thì phải có một cái trí tuệ. Thì Pháp Tâm có một cái trí tuệ siêu phàm, cho nên mới diễn được những cái vai như vậy. Thì sau khi cái tập 1 chiếu ra đó, thì các bạn đã coi, có nhiều người nói em á là chị đã coi trên 20 lần. Wow, 20 lần luôn đó, mà coi hoài không chán. Cho nên cái cách diễn của Pháp Tâm á rất là siêu phàm và trên cả tuyệt vời. Không phải đứa bé nào, hình như Pháp Tâm mới vừa sinh nhật là đúng 5 tuổi thì phải, thì không phải đứa bé nào cũng có cái tài đó đâu nha. Mình có tài diễn nhưng mà mình diễn trước sân khấu không phải là dễ đâu. Mình diễn trước chấn thành cũng không phải là dễ đâu, không phải ai cũng làm được cái chuyện đó. Khi mà mình giỡn chơi vui đó thì ai diễn cũng được, nhưng mà tới lúc mà đưa lên cái máy camera, máy quay phim, máy điện thoại hoặc là lên trên sân khấu, không có thể nào mình diễn được, có thể là mình quên lờ đi. Thì Pháp Tâm là một trong những người trẻ tuổi mà có trí tuệ rất là cao siêu, có thể diễn được xuất sắc như vậy không phải là đơn giản. Có nhiều bé diễn hài nhưng mà không có được tự nhiên như là năm chú tiểu. Rất là nhiều bé tài giỏi ở Việt Nam mình, ở Việt Nam chúng ta thì có rất là nhiều đứa bé tài giỏi chứ không phải không có, nhưng mà riêng Pháp Tâm là đặc biệt nhất, là được chấn thành ủng hộ nhiều nhất trong các những đứa bé thí sinh mà hồi đó giờ em coi trong Thách Thức Danh Hài đó. Thì mong rằng các bạn hãy tiếp tục ủng hộ cho cái tập 2 này nha, và hy vọng sẽ đạt hơn cái số lượng coi của cái tập 1 luôn. Số lượng cái tập 1 là hình như lần cuối em thấy là 1.8 triệu view, thì hy vọng cái tập 2 này đó sẽ chiếu trong một ngày gần đây thôi, có thể là ngày mai không chừng đó, thì các bạn hãy đón xem nhé. Hôm nay trời không chừng tối nay, ngày mai, trong vòng 1-2 ngày nay thôi, em dự đoán là như vậy, thì các bạn hãy đón xem nhé. Vì cái cách diễn xuất của Pháp Tâm, các bạn phải đón xem coi cái cách diễn xuất của Pháp Tâm như thế nào, và tài năng của Pháp Tâm như thế nào, và những đứa bé khác như thế nào nhé. Thì có lẽ là trong cái phim này sẽ có Khai Tâm xuất hiện, nhưng mà không biết tập nào thôi, có lẽ là sẽ có. Nhưng mà các bạn có thể đoán được Khai Tâm sẽ đóng vai gì không, nếu như mà có trong một phim về Đức Phật này. Những cái phim này là của năm chú tiểu đóng thôi, nhưng mà các diễn xuất rất là hay. Thì các bạn có thể đoán được Khai Tâm sẽ diễn cái vai gì không? Bây giờ hiện tại là 8:29, coi như là 8:30 đó. 8:30 tối bên em, tức là bên Việt Nam là khoảng 10:30 tối. Khi mà 10:30 sáng, không phải 11:30 sáng. Em xin lỗi, khi mà em chiếu cái phim này lên là các bạn lúc đó là có lẽ 1-2 giờ trưa rồi. Thì em hy vọng các bạn hãy chuẩn bị để mà đón xem tập 2 nhé. Nhất định sẽ hay. Và hay như thế nào thì các bạn có thể bình luận xong. Nếu như các bạn yêu thích Pháp Tâm thì hãy bình luận, các bạn nếu mà có thể đoán được cái cách diễn của Pháp Tâm như thế nào đó thì các bạn có thể bình luận cho em nhé. Và chúng ta sẽ luôn luôn ủng hộ các bé. Có nhiều người họ cứ nói là em ở bên Mỹ mà em cứ lo giúp những cái chuyện mà nói chung người ta nói thiền ham là tà đạo. Nhưng mà em cũng không biết họ nói gì là ý nghĩa là gì. Nhưng mà theo cái em thấy đó, tà hay không tà, nếu như mình tà mình làm việc chánh, mình vẫn là chánh đạo. Mình chánh đạo mình làm việc tà, mình là tà đạo. Cho nên ai hiểu được cái câu đó thì hiểu nha. Thì em rất là cảm ơn các bạn nhiều lắm. Và em mong rằng các bạn hãy đón tiếp cái tập 2 của năm chú tiểu này nha. Các bạn có thể, nếu như các bạn muốn tham khảo những cái hình ảnh đó, thì các bạn có thể đi vào trang Facebook của thầy Nhất Nguyên cũng như là thầy Hoàng Nguyên để mà xem những cái hình ảnh nhé. Và có những cái clip ở trong đó các bạn có thể coi được nữa. Thì em mong rằng các bạn hãy tiếp tục ủng hộ và hãy đón nhận cái tập 2 này như thế nào. Đón nhận tập 2 này phải nói là giống như mình đón Tết vậy đó.
coi như là mình vui đi, mình rất là mừng, phải không? Vì thực sự em cũng đang trong mong chờ để mình em coi thử coi pháp tâm đóng vai Đức Phật lúc mà mình thuyết pháp, hoặc là mình truyền đạo, hoặc là mình truyền hoàng pháp gì đó là coi như thế nào. Thì lâu quá em lúc trước em cũng đi chùa, ở chùa 6 tháng, nhưng mà nhiều khi những cái từ ngữ trong trong Phật đạo Phật đó không, lâu quá không dùng tới thì quên đi, chẳng hạn như là hương linh. Hương linh là lâu lắm rồi em nghe, bây giờ mới nhớ chợt tới. Rồi hành hương, nói chung là rất là nhiều. À, cái mùa Tết này là cái mùa hành hương. À, hy vọng các bạn sẽ đi ủng hộ từng chùa. Chùa nào mà hành hương thì các bạn thích thì các bạn cứ đi nhé. Thì sắp tới đây chắc em cũng có đi, có chuyến đi hành hương. Thì hy vọng sẽ gặp những vị fan của bên năm chú tiểu trên đường đi hành hương nhé. Thì em mong rằng các bạn hãy tiếp tục ủng hộ cho các bé để mà lên có một cái động lực cao hơn. Và em thấy hình như cái kênh YouTube của năm chú tiểu á là sắp sửa được 1,6 triệu người rồi, bây giờ là 1,5 triệu, 1,56 triệu, tức là còn đâu khoảng 440 người nữa thì sẽ được hình như 400 rồi cả đó, 440 người nữa thì sẽ được lên 2 triệu. Thì hy vọng sẽ lên được 2 triệu trong một thời gian gần đây nhất nhé. Em mong các bạn hãy tiếp tục ủng hộ cho các bé, và các bạn hãy nhớ ủng hộ cho cái kênh Lộc Lê của em nữa nha. Các bạn thích thì các bạn hãy chia sẻ và like, bấm chia sẻ và bình luận nhé. Em cảm ơn các bạn nhiều lắm, và hãy nhớ đăng ký và phải bấm luôn cái chuông để mà theo dõi những cái video mới nhất của em. Em cảm ơn các bạn nhiều lắm và chúc các bạn bữa trưa an lạc và ngon miệng nhé. Ăn ngon miệng và an lạc nhé. Nhất là cần nhất là phải sức khỏe. Mình phải nên giữ gìn sức khỏe nhé. Em xin hẹn các bạn trong những cái video clip kế tiếp. Bye bye.